Chào các bạn, Sony DX122 là cái mẫu máy chiếu sở hữu cường độ sáng 2600 ansi lumen và đây là cái mẫu máy chiếu sử dụng công nghệ BioLCD của Nhật. Thì DX122 nó sở hữu khá nhiều các cái cổng kết nối, tuy nhiên thì chúng ta thường chỉ sử dụng cổng HDMI và cổng computer là nhiều thôi. Còn cổng audio và video này chúng ta ít khi sử dụng. Đây là cái tuổi thọ nếu mà chúng ta khi mua mới thì là 10.000 giờ. Còn hiện tại thì con này nó còn khoảng 70-80% nha, tùy theo đánh giá chủ quan của mỗi người. Dòng này nó sử dụng công nghệ BioLCD và menu nó có hỗ trợ tiếng Việt. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chất lượng hình ảnh thực tế của em này luôn nha các bạn. Đây là cái giao diện menu của máy nha các bạn. Tôi sẽ chuyển sang tiếng Việt để các bạn cùng trải nghiệm nhé. Ở cái mục menu này, lăng quỳnh này, chúng ta sẽ lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt. Rồi ok, từ trên xuống dưới thì các bạn sẽ có các tự lựa chọn như là chế độ hình ảnh này. Ở đây tôi đang để chế độ chuẩn, nó chưa có chỉnh hết nhá. Đó, rồi ok. Chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ khung hình thì dòng này nó hay một cái là nó hỗ trợ cả 16 chính và cả 43 nữa nha các bạn ạ. Cả 16 chính và cả 43. Rồi ở cái mục này là âm lượng loa này. Ở đây là lựa chọn ngôn ngữ và trạng thái này, khóa phím điều khiển này. Chọn tín hiệu vào và chế độ bóng đèn. Hiện tại cũng đang để chế độ chuẩn luôn, chưa để chế độ cao các bạn ơi. Và ở cái mục cài đặt thì chúng ta sẽ có lựa chọn là cài đặt khi mà chúng ta treo máy lên thì các bạn sẽ chọn là HV nhá. Ok. Như vậy thì tôi đã review khá chi tiết về dòng máy chiếu này. Nếu các bạn có những ý kiến và bình luận gì hãy để lại nội dung bên dưới video này nhé. Sony DX122 không phải là cái mẫu máy chiếu mới nha các bạn. Đây là cái mẫu máy chiếu đã qua sử dụng được cung cấp ở trang web máychiếucũ.com. Trong trường hợp các bạn cần thêm thông tin các bạn có thể truy cập trang web là máychiếucũ.com. Tại đây chúng tôi cung cấp máy chiếu đã qua sử dụng chính hãng với chế độ bảo hành 1-1 và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí 24/7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.